Cô mời nhóm Phương Anh đọc. Rất tốt, cô mời Thư đọc. Cô mời Vi đọc. Rất tốt. Cả lớp quan sát vào sách. Cô đọc trang 21. Bà ba, ba bà, a bà, ba ạ, a bờ. Cả lớp đọc thầm. Nhóm 1. Nhóm 2. Nhóm 3. Chúng ta thấy ở trong bài câu ứng dụng có chữ A in hoa, chúng ta vẫn đọc là A. Lớp mình nhớ chưa? Cả lớp đọc lại bài. Cô mời bạn đọc bài. Mời em nào. Hôm nay chúng ta sẽ viết câu ứng dụng A, bà, ba ạ. Trong câu ứng dụng này có một số dấu phẩy và dấu chấm. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng mình viết dấu phẩy và dấu chấm nhé. Cả lớp quan sát. Dấu phẩy chúng ta bắt đầu viết, đặt bút ở trên đường kẻ 1. Viết một nét cong sang bên phải, cắt ngang qua đường kẻ 1. Hơi cong về bên trái, điểm dừng bút nằm dưới đường kẻ 1. Chúng mình viết vào bảng con.
bà. Cả lớp phân tích. Bà, ba, bà. Viết bằng con. Hôm nay là tiết đầu tiên chúng mình sẽ viết chữ vào vở ô ly. Nên chúng mình quan sát cô hướng dẫn nhé. Từ lề vở, chúng mình sẽ lùi vào một ô và viết chữ đầu tiên. Lớp mình lấy tay chỉ vào một ô vở nào. Và khi viết ở trong bài, chúng ta có chữ A in hoa, nhưng chúng ta vẫn viết là chữ A thường. Lớp mình nhớ chưa? Trước khi viết, cô mời một bạn cho các bạn nêu tư thế viết nào. Cô mời em nào. Em mời cô là lưng thẳng, đầu hơi cúi, không tìm ngược vào bàn, mắt cây vở 20cm. Lớp mình sẽ thực hiện theo đúng các tư thế đấy nhé. Bắt đầu viết. A. Và phân tích. Và lớp viết. Lưng lên, lưng lên, thẳng lưng. Ra đầu lên, ngồi thẳng lưng, ra đầu. Đấy. Phẩy. Ba. Cả lớp phân tích. Ba, bộ, ba. Làm ra được. Cả lớp phân tích. Rất tốt. Nhìn vào đây, quan sát vào đây. Rất là đẹp. Cả lớp quan sát bài của bạn Mai. Bạn Mai viết rất là đẹp. Dấu phẩy bạn cũng xinh, dấu chấm bạn càng xinh hơn. Chúng ta quan sát thấy chưa nhỉ? Lớp mình cố gắng viết như bạn Mai nhá. Rồi, cô thấy lớp mình rất nhiều bạn viết đẹp như bạn Mai rồi. Cô khen cả lớp. Lớp mình nào, chú ý nào. Giờ học tiếng Việt lớp 1 công nghệ của chúng mình đến đây là hết rồi. Xin chào.